Hãy nhìn vào cửa trái tim và cánh cửa sẽ được mở ra. 1, 2, 3. Dạ em cảm ơn anh ạ. Chị có tuổi nè, chị cũng gà hóa cốt, mắt gì cũng mở, nhưng mà trai đẹp chị vẫn thấy. Thôi, bây giờ quà gì vậy cho chị Tường xem với. Biết quà gì? Cái gì đấy? Cái này là đặc sản ở Hà Nội ạ. Ồ, đố em biết cái gì? Em chịu. Trời ơi, cốm đúng không? Dạ vâng, đúng. Trời ơi, các Tường ta dân Nam, ta nhìn ta biết cốm nữa. Rồi bây giờ, cảm xúc đầu tiên khi hai bạn nhìn thấy nhau là như thế nào? Bạn gái dễ hơn. Em cảm ơn. Còn em? Khó nói quá chị. Nữa cái gì bà cũng khó nói chứ. Quen ba mấy mối tình mà cái gì. Thói quen của em thường xuyên là bao giờ cũng phải gặp ít nhất là 3 lần á thì em mới bắt đầu có một cái cân nhận xét chung. Còn nếu không đối với em thì mọi người gặp giống như lần đầu cũng như là nhiều vị khách hàng của em ạ. Hôm nay mình đến đây là xác định để tìm người yêu. Mình nhìn cái người đối phương với cái tư cách là đây có thể nào là một người yêu của mình hay không. Mà chị là nhìn lần đầu tiên là biết được hay không. Không, em không chơi. Thì đó, chị là em với chị, hai trường phái, hai chị em mình khác nhau. Tường sẽ ra ngoài để mời hai bạn ở đây có những giây phút trò chuyện riêng với nhau. Rồi ít phút chị Tường sẽ quay lại. Và trước khi đi ra ngoài, chị Tường không quên mời hai bạn thưởng thức những món ăn ngon của nhà hàng Bao Dim Sum. Trời ơi, trình bày mọi người thấy không, Tường quảng cáo đâu có sai đâu. Nhà hàng trình bày rất là đẹp mắt luôn thưa quý vị, với nhiều món ăn nhỏ nhỏ góp lại trong một cái dĩa ha. Đây là món chân vịt sốt bào ngư nè, cua cuộn rong biển nè, rồi tàu hủ kia tôm chiên nè, bánh bao xá xíu hấp nè, và cải Hồng Kông dầu hào. Xin mời hai bạn thưởng thức món ăn ngon của nhà hàng, và nhớ phải là quan trọng là trò chuyện với nhau nữa nha. Dạ, ít phút nữa chị Tường sẽ quay trở lại. Mời hai bạn ngon miệng. Dạ, em cảm ơn ạ. Dạ, mời anh Dùng ạ. Dạ, em ăn. Ủa em ở Hà Nội, em ở đâu? Em ở quận Hoàng Mai ạ. Thực ra là em sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, nhưng mà em rất là mù đường ở Hà Nội. Giờ đi đâu em cũng phải mang bản đồ theo á. Bây giờ có thêm Google Maps thì em mới dùng Google Maps ấy. Và trong Hồ Chí Minh này em cũng bị là đi vòng vòng nhiều lần rồi. Bây giờ em ở quận mấy? Ở Sài Gòn ạ. Em ở quận 6 ạ. Còn anh ở quận mấy ạ? Anh Bình Thạnh. Đợt trước công ty em giao hàng ở bên đó, đi mất hơn tiếng đồng hồ. Sao rồi sai? Em còn bị đi lạc cơ. Còn mà anh làm về công ty giao vận chuyển ạ? Công ty anh là chuyên về lẩu gà ớt hiểm 109 đó. Không, hình như em ăn rồi á. Em thấy ăn cũng ngon á. Rất nhiều chi nhánh. Em là có tâm hồn ăn uống cực kỳ cao luôn ấy. Nên là cứ nhìn thấy đồ ăn thì là sáng quên hết tất cả mọi thứ luôn. Nên mục tiêu mẫu của em hầu như là tìm bạn trai cũng như là bạn đời là phải biết nấu ăn. Vì em cũng rất là lười nấu ăn. À, cái đó thì anh thì được cái là nấu ăn, thích nấu ăn, thích mình chế biến thôi. Còn em biết nhậu không? Dạ, em cũng biết một chút. Tại vì anh lâu lâu buồn buồn cũng hay đi nhậu. Anh có hay nhậu một mình không? Không, không say. Nhậu phải có hai ba người. Nhậu một mình mà say ạ? Uống ba chai là say. Anh biết nấu nhiều món không? Chung anh có lên mạng học không ạ? Với bạn ngoại cũng trước cũng chỉ mấy món. Mà anh thì cũng có một đời vợ rồi. Có một người con nó cũng khó đúng không? Không biết em suy nghĩ thế nào. Có người sẽ nghĩ là mắc mới như mình phải đi quen một người có vợ đó. Cho nên anh rất tự ti cái đó từ xưa đến giờ, nó cũng không dám quen nữa. Thật ra bạn em cũng có rất nhiều người bạn cũng một đời vợ rồi. Thì em thấy rằng là điều đó có ảnh hưởng gì đâu. Chẳng qua là bản thân là có bước qua được cái tự ti đấy không thôi. Còn với em thì thời gian nếu mà anh mà có con mà nuôi con thì càng tốt đối với em luôn á. Vậy hả? Tại vì thật ra bây giờ tuổi của em cũng lớn rồi. Và em cũng xác định rằng là nếu mà không á thì là em còn nhận con nuôi cơ. Vì em cũng không có dự định là sinh em bé. Nói chung là cái sức khỏe của em nó cũng không phải là dạng tốt. Nên năm ra em sẽ có rất là nhiều bệnh. Mà bệnh đó nó sẽ có thể ảnh hưởng đến đứa bé. Nó không nên. Em cũng hy vọng là có thể chương trình biết đâu đó tìm cho em một người bạn trai mà có con rồi thì càng tốt ạ. Thực ra em rất thích trẻ con. Chỉ có điều là không thích sinh lắm. Tại vì anh cũng lớn, đâm ra ở nhà thì bố mẹ cũng kêu là cũng ráng cưới vợ rồi kiếm cháu. Chứ bố mẹ cũng lớn tuổi. Nếu như mà tình yêu đủ nhiều thì cũng có thể. Em sẽ suy nghĩ đến vấn đề là mình sẽ sinh thêm em bé. Chỉ có điều là bây giờ để mà nuôi một đứa trẻ thì mình phải xác định rất nhiều tư tưởng. Và đặc biệt là với cái độ tuổi mình quá lớn rồi ấy. Em nói thật là bây giờ tuổi của anh này em mình cũng lớn rồi. Đúng rồi. Mà chăm một đứa trẻ nó cũng rất là cần rất là nhiều. Anh có đảm bảo rằng là anh sẽ chăm sóc chu toàn được trong vòng từ khi nó sinh ra cho đến khi nó 18 tuổi hay không? Con mình thì buộc mình phải làm mọi thứ để mà phải nuôi cho con của mình. Chứ cái đó là không thể mà không làm được. Phụ nữ nào người ta cũng thích có con mà sao em không thích? Tại vì thực ra là từ khi em còn bé, nuôi em rất vất vả. Ông phải kiếm rất nhiều tiền. Mà hầu như là em ở trong bệnh viện nhiều hơn. Về sau em lớn lên ấy thì em biết rằng là bản thân mình cũng có rất nhiều bệnh.
các bệnh là tật nó cứ như kiểu là lai lát đấy chị. Mà quan trọng là khi mà em trưởng thành hoặc là bây giờ thì em có đi khám bệnh định kỳ không, mà bác sĩ có chỉ định hay có nói rằng là em không sinh em bé được hay à, không? Không, là do tự em nghĩ ra như vậy thôi. Thực ra là em bị mắc bệnh lo xa nên năm ra là em cũng hay. Nhưng mà em có đi khám sức khỏe định kỳ không? Em có chứ chị. Sức khỏe em như thế nào? Nói chung là đến hiện tại, thời điểm hiện tại là rất là tạm ổn. Đó là tại vì mình lo lắng quá thôi. Rồi quay lại cái việc con cái thì suy nghĩ của em như thế nào về cái vấn đề đó? Con cái thì đối với em thì con nào cũng là con mà. Kể cả con nuôi mình vẫn luôn có thể nhận con nuôi được mà. Mình nuôi nó bằng cái tâm mình muốn. Thực ra là bố em hồi xưa cũng hy dị vợ. Cái cảnh mà gà trống nuôi con ý, thì em rất là thương bố em. Khi mà mẹ hai em đến với bố em ý, mẹ hai của em cũng phải thuyết phục bố em rất nhiều. Thì ông mới bắt đầu mở lòng hơn và ông mới cưới mẹ hai em. Thì mẹ hai em nuôi bọn em rất là kiểu như một người mẹ cực kỳ tuyệt vời luôn ấy chị. Có khi bọn em còn được sung sướng hơn là con đẻ của mẹ. Thế nên năm ra đối với em ý thì là kể cả con ai cũng được. Với những cái mối tình mà em từng trải qua, có những cái mối tình nào mà nó quan trọng đến mức mà em có từng chia sẻ về vấn đề con cái với những người yêu trước đây của em chưa? Có chứ chị, ai em cũng chia sẻ thôi. Thì họ, quan điểm của họ là như thế nào? Có nhiều người thì bảo thôi cứ để từ từ tương lai tính. Bởi vì thực ra là họ biết tính em là rất cố chấp và bảo thủ. Thực ra tình yêu đối với em thì tình yêu đủ nhiều thì em cũng sẵn sàng hơn. Và thật sự chị thì chị nghĩ thế này, tất cả mọi thứ, những cái suy nghĩ, quyết định của chúng ta nó đều không có thể nào là mãi mãi. Tại vì thời gian nó thay đổi thì cái quan điểm, cái suy nghĩ của con người nó cũng thay đổi. Chị nói đó là công tâm, chị không đứng về phía ai cả. Bởi vì chị cũng là người đã từng trải, cũng đã gãy đổ và con chị bây giờ rất lớn rồi. Bạn bè, đồng nghiệp ai cũng nói gì Tường, cuộc sống như Tường giờ là sướng như tiên. Nhưng thật sự trong thâm tâm của chị, trong lòng của chị vẫn muốn có con nữa. Và chị đặt những cái mốc. Nhưng mà vì gia đình chị là gia đình người Huế rất là khó. Có nghĩa là chị phải có chồng thì chị mới có con. Chứ nếu chị không lấy được chồng thì chị không có con. Chị đã đặt cái mốc đó ra trong cuộc đời chị là chị nói là chị sẽ ráng trước năm 33. Chị vì chị ly dị mới hai mấy tuổi à, 35 rồi không được, cái chị ráng, chị cho chị thêm cơ hội, chị nói thôi 38. 38 chị cũng không lấy được chồng, chị nói là 40. Và thật sự hiện tại bây giờ chị Tường đã 42, bước qua tuổi 43 rồi. Cho nên cái hy vọng, chị rất buồn vì cái hy vọng mà mình được đẻ con á, nó càng ngày nó càng hết. Hết là vì lý do nó đã quá tuổi. Cái thứ hai nữa là gia đình chị không đồng ý nữa. Quan trọng là tình yêu nó có đủ lớn hay không. Ý em là vẫn muốn sinh con đúng không? Dạ. Tại vì hiện tại coi như bạn ấy giống như là hiện đại bạn ấy không có một cái người con ở bên cạnh. Cái này em hiểu mà. Rồi, để con đi chị hồi nhỏ. Em nghĩ chăm thôi. Hồi nhỏ, trời sao chỗ này nó ngược với mình. Chị là thích đẻ, chị cũng thích chăm. Đẻ cực lắm chị. Chị là thấy đẻ rất là dễ, mà chăm con mới là cực. Đẻ đau lắm à. Có gì đâu mà đau, trời ơi. Chị đẻ chồng chị chăm. Nếu bây giờ ai mà lấy chị và muốn chị đẻ con thì phải làm cam kết với chị. Em đẻ mà anh chăm. Chăm với lại thật ra con. Là cô bé này đó là cô đang bị một số những cái sang chấn tâm lý, bị ảnh hưởng từ lúc cô còn trẻ. Gia đình nó có những cái sự kiện khiến cho bây giờ cô có những cái suy nghĩ như vậy. Chúng ta nên đồng cảm. Và khi cái sự đồng cảm mà chạm được với nhau á, cái tình cảm, tình người nè, tình bạn bè nè, tình yêu nè, khi mà mình chạm được cảm xúc với nhau thì mình muốn cái gì thì cũng được cả. Và đây chương trình mà muốn hẹn hò với phiên bản hẹn ăn trưa là đang muốn tìm kiếm cho hai bạn một cái cơ hội, tìm kiếm một nửa đích thực. Đây là một cái chương trình rất là nghiêm túc, cho nên khi hai bạn thật sự nghiêm túc với cái quyết định của mình thì mọi thứ đều được giải quyết hết. Bây giờ để cho tiếp tục cho hai bạn có cái cơ hội hiểu nhau nhiều hơn và cho nó vui, xin mời bóc một lá bài, đọc lớn lên yêu cầu trong này và yêu cầu bạn nam thực hiện. Hãy đặt ra cho bạn trai đối diện 5 câu hỏi nhanh để bạn trai trả lời. Wow. Câu này cũng hại não mình hơn. Làm sao mà đặt ra được 5 câu hỏi nhanh? Anh có thích xem phim không? Không. Rồi xong. Nhanh. Anh thích đọc sách không? Không. Xong. Rồi tiếp xong tiếp dần hai. Tao rất thật thà. Thế anh thích gì? Cái gì cũng thích trừ hai đó. Cái gì cũng thích trừ hai đó. Cặp đôi này hay. Tiếp. Anh thích đi chơi không? Có. Cái gì tao cũng thích rồi, đừng hỏi thích nữa, hỏi cái khác đi. Tao nói cái gì cũng thích anh rồi. Anh không thích gì trừ việc đọc sách và xem phim. Giả dối. Tôi thấy bạn trai hay hơn bạn rồi đó nha. Rất thẳng thắn, không giả dối, rất kiên định. Bây giờ mới thấy anh kiên định nè. Tính lừa người ta hả? Người ta nói người ta không thích cái gì ngoài hai cái đó, còn hỏi người ta không thích cái gì. Tới phiên em hỏi lại cổ. Bạn hãy thử vài động tác massage cho bạn gái. Ôi chết. Em bị. Ủa sao kỳ vậy? Sao tự nhiên bắt bạn trai, bạn gái làm hoài vậy? Bạn hãy thử một vài động tác massage cho bạn gái. Vậy là mình lời mà em. Mình tiến qua bên bạn gái, qua sau lưng bạn ấy, hoặc là trước mặt bạn ấy, massage cho bạn ấy đi. Anh có biết massage không? Thì biết, trước hay bấm huy chương bộ đội, bấm mấy đứa kia, bấm cho mấy đứa. Bấm sao cho nó chặt. Anh bấm huyệt trên đầu đúng không? Thì bấm trên đầu chứ đâu bấm đầu đâu. Ai biết đâu được đấy ạ? Thế em muốn bấm đâu? Em muốn bấm nhiều chỗ lắm chị. Tóc bạc vậy. Trời ơi, tóc bạc. Người ta có tuổi rồi.
Rồi cái tay bả kìa, gõ gõ thư giãn dữ rồi. Thôi vậy thôi. Trời ơi, gì nhanh vậy Trương Phi? Đi với. Chưa, đi qua hụt hẫng quá. Hụt hẫng quá. Có khi là mình rồi thì. Ôi là nhiều chị ạ. Đây nè, anh phải đưa tay lên trên này nè. Vậy hả? Đó. Cái tay của mình á thì cái... Khó để quá. Không biết đó, được. Đó, rồi, đó. Đó, được đó. Đâu có đơn giản vậy em. Muốn này người ta chỉ chào hàng thôi. Còn em muốn được thì em phải có cái gì đó rồi người ta mới massage cho em hoài chứ. Không chị ơi, phải hướng dẫn nhiều chị ạ. Đúng rồi, hồi cái gì này mà... vẫn nóng nóng lắm chị. Đúng, nóng nóng lắm. Ta rồi đâu có quen em chứ. Ủa nhưng mà sao một đời vợ rồi mà cũng không vẫn nóng nóng như vậy. Người ta chia tay lâu rồi ông ơi, 10 năm rồi. Hả? Phí ha. Bởi vì cũng thấy phí ghê luôn á. Giờ làm sao cho nó hết phí đây nè. Thế bây giờ vô nghiêm túc một chút xíu, tôi hỏi về quan hôn nhân gia đình nè. Em quan niệm như thế nào về sống thử? Đối với em, sống thử là một chuyện bình thường. Chỉ có điều là cái quan niệm của em về việc cam kết khi đã ký giấy kết hôn thì gần như là khi mà đã xác định ký rồi ấy thì chúng ta không được phép buông bỏ. Nếu đã kết hôn thì không được phép buông bỏ. À. Em quan điểm như thế nào về việc sống thử? Từ xưa đến giờ cái suy nghĩ của em là nó rất thoáng, giống như bạn gái nói đó, để cho một cái sự an toàn, nó cảm thấy đến được với nhau thì mình sẽ đăng ký kết hôn, chứ mà đừng có để đổ vỡ. Bây giờ em rất là sợ một lần nữa. Chị Tường cũng đồng cảm với cái suy nghĩ của hai bạn. Trước mắt thì Tường thấy hai bạn rất là thoải mái để chia sẻ. Đó là cách để chúng ta chọn để chúng ta tiếp cận với mọi người. Thật sự ít phút gặp gỡ ở đây không nhiều để cho các bạn có thể hiểu nhau được hết. Hiểu nhau cần có một thời gian, cần một quá trình. Thế thì bây giờ đến lúc mình phải đưa ra cái quyết định của mình là có hẹn hò với nhau hay không. Nếu bấm nút hẹn hò có nghĩa là chúng ta quyết định tìm hiểu nhau và trở thành bạn trai bạn gái. Còn nếu chúng ta thấy hoàn toàn vô cảm với người này, người này không thể, dù tôi có tìm hiểu 5 ngày, 3 ngày, 100 ngày cũng không thể, thì chúng ta không nên bấm để dành cơ hội này cho những người khác. Chị Tường cho thêm các bạn mỗi người một cơ hội nói với nhau một câu nữa trước khi đưa ra cái quyết định là có bấm nút hay không. Mời hai bạn. Anh có câu hỏi gì không? Một câu cuối thôi đó nha. Em phải suy nghĩ. Câu này khó nha. Câu này cực kỳ khó luôn ấy. Làm sao có thể trả lời được khi mình ta có thể thích gặp một lần đâu. Đâu phải là thích là cái kia đâu. Thích là nhiều cái sở thích. Giống như thích một cái nét nào đó, thích một cái tính cách, hoặc là thích cái gì. Giống như mình có một cái điểm để bắt đầu lấy cái bàn đạp mình đi lên thôi. Khi em hỏi anh có thích xem phim không, anh bảo không là đã không thích rồi này. Em hỏi tiếp là anh có thích đọc sách không, anh cũng bảo anh không thích đọc sách là cũng hơi mệt rồi đó. Nhưng mà đối với em mà nói thì bao giờ cũng thế, em cũng cho bản thân mình một cơ hội nhiều. Nên hôm nay em chỉ hỏi cảm thấy rằng là anh có muốn cái cơ hội đấy nữa không? Những câu hỏi của các bạn đưa ra rất khó trả lời trong cái thời điểm này. Và câu trả lời đó sẽ đưa ra sau cái quyết định của các bạn. Mời hai bạn đặt tay vào nút bấm và nhắm mắt lại. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường, các bạn hãy đưa ra quyết định. Đồng ý thì bấm thật mạnh, không đồng ý thì lấy tay ra. 1 2 3 Rồi, mời hai bạn qua bên đây. Tôi vẫn hoàn thành trách nhiệm của mình. Rồi, nắm tay nhau đi hai bạn. Một nụ hôn đầu tiên dành cho ngày hôm nay. Mời hai bạn. Làm như tôi sướng gì. Không ấy cho cổ hôn em đi. Rồi mời em, nếu em không muốn người ta hôn em. Đó. Đây, xin mời bạn. Chào Uyên nha. Mình tên là Tiên, Trương Thị Cẩm Tiên. Sinh năm 1994. Mình hiện tại thì đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Còn quê quán thì ở Long An. Công việc hiện tại của mình á, thì mình đang là trưởng phòng tại một công ty kiểm toán tư nhân. Mình là trưởng phòng gì bạn? Cái vị trí đó nó thì nó như thế này. Tại vì trong cái công ty kiểm toán á, thì nó sẽ có cái chức vụ gọi là manager, thì tương đương như là một cái chức vụ trưởng phòng. Về mặt kiểm trưởng phòng của bộ phận kiểm toán đi, mình nghĩ là như vậy. Tại vì không biết là nó hiểu ra nó là như thế nào thì nó là cái vị trí như vậy các bạn. Rồi ok. Mình là quê quán ở đâu Tiên? Quê quán của mình thì là ở Long An. Long An. Hiện tại là mình sống ở đâu, ở thành phố Hồ Chí Minh? Mình thì ở quận Bình Thạnh. Rồi. Về điểm mạnh, điểm yếu của Tiên thì như thế nào ta? Nói về điểm yếu trước đi. Nói chung là điểm yếu thì cảm thấy là một người mà cũng hơi có cái sự do dự, hơi thiếu quyết đoán. Tuy nhiên mà cũng có một cái điểm mạnh là những cái mà mình một khi đã xác định là mục tiêu rồi thì rất là quyết đoán và làm tới cùng. Nên là có những cái bình thường thì hơi lăng tăng suy nghĩ khá nhiều. Cũng hơi ham chơi một tí. Còn cái điểm mạnh nữa là thường mình là người thích nghi với mọi môi trường sống rất là tốt.
Rồi ngoài ra thì mình có những cái sở trường những cái ưu điểm của mình là gì? Mình có những cái sở thích như thế nào, ví dụ về ca múa hát hay là về toán học hay là về cái gì đó mà bản thân mình cảm thấy là mình giỏi nhất? Mình xin phép gửi xuống cái nha, cầm nó hơi mỏi tay quá, để gì cho nó dễ nói nha Uyên. Thì về sở thích của mình á thì mình có những cái sở thích là mình thích đi du lịch. Uyên nó hơi ồn một tí ha. Em tắt cho chị đi. Dạ, em. Rồi ok, mình nói lại về cái sở trường của mình ha Trang ha. Sở thích của mình nha, sở thích của mình thì mình thích đi du lịch và cả hai hình thức là nghỉ dưỡng và khám phá. Nói chung là có nhiều lúc mà mệt quá thì mình sẽ thích đi theo kiểu là nghỉ dưỡng để mà xả stress đó. Rồi nếu như mà tuy nhiên thì sau đó thì mình lại cũng cũng là người rất là thích đi kiểu mà khám phá trải nghiệm, nó cũng có những cái thú vị riêng. Rồi mình thích nói chung là cũng thích nấu ăn, không nấu quá tốt nhưng mà lại rất là thích làm những cái món mà mình yêu thích và thưởng thức. Rồi mình thì cũng là người thích vận động. Hiện tại thì mình cũng gọi là đi tập gym, nói chung là cũng không gọi là gymer đâu, chỉ đơn giản là mình tập những cái động tác nào đó để mà có thể rèn luyện thân thể thôi, rèn luyện thể lực. Rồi mình nói xíu về tình trường của mình ha. Tình trường của mình hiện tại có bao nhiêu mối rồi? Mình có thể chia sẻ với bạn nhưng mà mình cũng có một cái đề nghị thế này, tức là mình không thích nói nhiều về cái những cái chuyện tình cảm trong quá khứ. À, tụi này cũng sẽ nói luôn với bạn một cái này. Tụi này cái chuyện tình cảm của quá khứ của bạn thì tụi này phải biết để tụi này tránh cái việc là sẽ giới thiệu một cái người mà nó lại trùng vào cái vết xe đổ của bạn là cái thứ nhất. Cái thứ hai á, không phải là khi mà bạn nói với mình thì bạn cứ kể hết, còn cái việc mà khi mà lên sân khấu thì mình sẽ tiết chế theo sách câu tự trật tự theo mức độ vừa phải nhất có thể nếu như bạn muốn như vậy. Còn nếu như mà ở đây tụi này không phải là muốn nhắc về quá khứ hay cái gì đó. Đơn giản là tụi này muốn ai cũng có quá khứ, nhưng mà từ cái quá khứ đó mình rút ra được cái bài học kinh nghiệm gì cho những cái cuộc tình mà sắp tới đây nè. Đó đó là những cái gì mà tụi này muốn tìm hiểu về bạn, chứ không phải là tụi này soi mói cái gì đâu, nên yên tâm ha. Rồi mình trải qua mấy mối tình và lý do vì sao chia tay những mối tình đó, mối tình đầu tiên đi bạn. Thì mình cũng rất là cảm ơn thiện chí của chương trình. Về một những cái mối tình của mình đó thì không phải là mình không muốn chia sẻ, nhưng mà thật ra thì nó cũng rất là đơn giản thôi hả. Đó giờ thì mình không có mối tình tất cả, kiểu như là có thể là bắt đầu gọi là tìm hiểu gì đó thì từ lúc đại học đi, thì những cái mối tình đó nó chưa gọi là một cái mối tình quan hệ chính thức, chỉ là cái dạng mà sàng lọc và tìm hiểu với nhau thôi. Cho nên là mình chỉ cần các bạn giúp cho mình hướng tới cái mẫu người mà mình có đề cập trong cái thông tin mình kê khai á. Nên cũng mình Nói cũng chung là cần. tình trường là từ đó giờ chị không có mối tình nào chính thức hết, chỉ có là tìm hiểu thôi đúng không? Đúng rồi. Mà tìm hiểu như thế nào, tìm hiểu mấy tháng hay tìm hiểu ra làm sao mà mình không quyết định mình quen chính thức? Tìm hiểu thì cho là tầm khoảng từ 3 đến 4 tháng đi. Tại vì cái việc mà tiến tới tình yêu thì nó không dễ dàng. Khi mà mình đã tìm hiểu thì mình thấy người đó không phù hợp với mình, hoặc là mình chưa có sự rung động thì nó đã dừng lại rồi. Nó dạng như Rồi vậy. bây giờ cho mình hỏi xíu, ở người đó như thế nào mà bạn không có rung động và cảm thấy là cái người đó không phù hợp với mình? Thật ra cái sự rung động mà muốn định nghĩa hoặc là muốn nói lý do nó khó lắm. Cái này chắc là Uyên cũng 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 chương trình cũng biết đúng không? Ví dụ như mình gặp người đó, cái sự rung động từ con tim của mình á, Nhưng mà ví dụ khó ha, tại vì ví dụ nha, mỗi người có mỗi sự rung động khác nhau. Ví dụ như rung động về ngoại hình hay rung động về tính cách, rung động về một cái gì đó. Ví dụ như cảm thấy như thế nào, ví dụ lên sân khấu đi, bạn nói bạn không, bạn có rung động, bạn mới bấm nút cái anh chàng đó. Nhưng mà cái anh chàng đó
phù hợp với những cái tiêu chí của bạn thì cũng tiếc cho cái anh đó khi mà tụi này ghép cho bạn. Thì bây giờ mình cứ nói thẳng là mình rung động với dịu một cái người đàn ông đó, người ta lịch lãm, người ta như thế này như thế kia, thì tụi này biết là cái mẫu hình của bạn nó như thế nào đó. Rồi mình nói xíu về cái mẫu người của mình đi. Cái sự rung động của mình ở nhà thì mình nghĩ là nó xuất phát từ cái người đó thuộc cái gu của mình trước cái đã. Đó là cái ấn tượng mang cho mình cái cảm giác rung động và open cho mối quan hệ này đó. Mẫu người của bạn như thế nào? Cái mẫu người của mình thì mình cũng nói lại đây đi ha. Thì cái mẫu người của mình thứ nhất là về ngoại hình á, thì là cao từ 1m7 trở lên. Mình thì mình cao 1m62. Có nghĩa là cái tiêu chí của mình là mình muốn cao 1m7 trở lên. Và từ 1m7 trở lên. Thân hình thì cân đối, khỏe mạnh, có thể nhìn vào cho người ta cảm giác là bạn này không phải là dạng giống như là những gymer quá khỏe mạnh này kia, sáu múi gì kia, là mình không không có cần thiết như vậy. Chỉ là cho người ta cái cảm giác bạn này khỏe mạnh. Rồi gì nữa? Thì kia thôi. Khuôn mặt thì ưa nhìn. Ưa nhìn của Tiên là cỡ ai? Cho mình một ví dụ cụ thể phải không? Vô là mình thấy. Ưa nhìn kiểu như nhìn vào cái mình có cái cảm giác người này cũng khá là thân thiện, khá là hiền, nó như vậy đi. Rồi như vậy, chứ không phải là mình quá chú trọng là người đó phải đẹp đâu nha, ý là như rồi. Vậy á, các bạn hiểu ý không? Thì mình thấy ở khuôn mặt hiền thân thiện thì mình đã ghi lại rồi. Còn cái gì nữa không? Hiền cỡ ai? Như anh Quyền Linh là đã hiền chưa? Cái nét hiền giống như chú Quyền Linh thì cũng là ổn á. Cái nét hiền. Rồi sao nữa nè? Về ngoại hình là xong chưa nè? Ngoại hình thì như vậy. Rồi về tuổi tác, quê quán, vùng miền thì như thế nào? Về tuổi tác thì lớn hơn mình nha, từ 30 đến 40. Mình thì mình vẫn thích cái gu của mình thì vẫn lớn hơn mình tầm 3 đến 4 tuổi thì vẫn ổn hơn. Có nghĩa là nay mình 29 thì cái lứa tuổi tốt nhất là khoảng từ 32, 33, 4, 35 gì đó. Tuy nhiên là mình cũng có thể mở rộng là từ 30 đến 40 luôn. Rồi 30 tới 40 có những cái anh đã lập gia đình, ly dị vợ, không có công việc ổn định này kia thì ok không? Chưa từng kết hôn, độc thân và chưa từng kết hôn nha. Rồi. Về vùng miền á thì là miền Nam. Người miền Nam. Và gốc thì gốc Nam. Rồi ok. Miền Duyên Hải Nam Trung Bộ cũng được nha. Miền Duyên Hải Nam Trung Bộ. Nói chung từ Phú Yên đổ vào tới Cà Mau là được rồi ha. Rồi còn gì nữa không nè? Về giọng nói thì giọng nói thì sao cũng được, mình không có yêu cầu gì về giọng nói. Rồi về cho Uyên ba cái điểm không thích ở người đàn ông. Ba cái điểm không thích á, thì thứ nhất là mình không thích cái người đàn ông ích kỷ, thiếu trách nhiệm, và có những cái hành động cư xử hoặc là những cái thói quen không có chừng mực. Mình không thích những điều đó. Hành động cư mình cụ thể đi. Ví dụ hành như là cư xử thiếu chừng mực là những cái nào? Rượu bia hoặc là thuốc lá hoặc là những cái đó là những cái thói quen á. Những cái thói quen đó thì không có thể gọi là thói quen, nhưng mà những cái đặc điểm đó thì người đó có thể có, mình chấp nhận trong cái phạm vi chừng mực thôi, chứ không phải là lúc nào cũng rượu chè hoặc là lúc nào cũng thuốc lá. Hành động cư xử thì nói chung là cần cư xử làm sao cho có chừng mực là được, không có những cái gì mà quá quá đáng hoặc là những cái hành động mà không thể chấp nhận được. Hành động nào là bạn không thể chấp nhận được? Nói chung là những cái hành động mà gọi là vi phạm về đạo đức đi. Pháp luật thì chắc chắn nó không thể chấp nhận được rồi, những hành động mà nó giới hạn trong cái chuẩn mực đạo đức của người Việt Nam mình với nhau là được rồi. Những mình cụ thể đi qua cái phạm vi đó. Ví dụ như là mình nói về trong khía cạnh gia đình đi nha. Ví dụ như là mà bạo lực gia đình là những hành động mình không thể chấp nhận được. Hoặc là không tôn trọng bề trên là những hành động mình cũng không thể chấp nhận được. Nói chung là về đạo thì bạn là đạo gì? Mình không có theo đạo. Cho nên là nếu như mà chồng mình không theo đạo thì mình vẫn thích điều đó hơn. Rồi ok. Mình đạo nhưng mà mình vẫn thích cái việc là không theo đạo hơn. Rồi mình còn yêu cầu gì nữa không Tiên ơi? Những cái yêu cầu á, mình có
giờ mình nói về những cái tính tốt của một người mà đúng gu mình đi nha, mình muốn đi. Thì ngoài cái Ồ, nãy là giờ là mẫu người của bạn là cũng là cái gu của bạn luôn rồi đúng không hay đúng như không? thế À, nào? nãy mình nói ngoại hình thôi, ý là mình muốn là muốn là về cái tính cách của anh đó, mình nói thêm về tính cách của anh đó để cho Rồi. bạn dễ chọn hơn ha. Cái là tính cách thì cái anh này là giống như mình chia sẻ là anh này nhìn vào cho mình cái cảm giác thân thiện và hiền, nói chung là cũng dạng lành tính đó, tốt tánh, rồi cũng là người biết quan tâm, nói chung là trong mình khá chú trọng trong mối quan hệ gia đình, là người này biết tôn trọng, yêu thương, Rồi tụi những này đã nốt lại cái phần này rồi. Về công việc của bạn thì như thế nào? về Công việc yêu của cầu bạn nam á, như thế người nào đó là phù hợp với bạn? công việc thì mình nghĩ là nên trong các lĩnh vực như thế này nha, kinh doanh, tài chính, kinh tế, nói chung là những cái việc mà liên quan với kinh tế, tài chính, kinh doanh. Kỹ sư thì có thể là kỹ sư nói chung là có thể là không 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 cần lĩnh vực kỹ sư đâu, nói chung là mình nghiêng về người đó là về làm ở những công việc là kinh doanh, tài chính, kinh tế nha, trong cái lĩnh vực đó. Công việc thì Rồi, công việc bản thân của bạn thì nếu như một người người ta có đầy đủ hết tất cả mà không, mà mình cũng nói luôn không có ai mà hoàn hảo 10 trên 10 thôi, dựa theo những cái tiêu chuẩn của này tụi này của bạn đưa ra thì tụi này cũng sẽ ghép cho bạn những cái người phù hợp tầm 6 7 trên 10 gì đó, chứ không có phải là hoàn hảo 10 trên 10 hết ha. Nên ở ngoài nếu như đã tìm thấy rồi thì bạn cũng đã quen rồi chứ không đến chương trình, nên chương trình cũng là cái nơi để là cầu nối các bạn lại, còn ở các bạn sẽ cho nhau một cái cơ hội khi mà gặp gỡ nhau ha. Còn về mình hát hò gì được không Tiên? À, những cái đó thì mình không có được nha. Hát hơi dở. Ở đây thì không phải cuộc thi hát nên mình cũng không cần hát dở hay hát Nói hay chung gì hết mình không đó, nhưng có những mà ví dụ mình cũng phải chủ mình lên trên đó thì ví dụ bạn nam hát tặng mình thì mình cũng làm một cái gì đó, hát một vài câu để tặng bạn nam có ha. thể là không 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 hát được không, tại vì thật sự hát dở thiệt nên thành ra là không Rồi có không hát thì làm thơ hay làm cái gì đó thì mình cứ suy à, nói nghĩ chung tiếp là mình ha. rất là tự tin về cái giọng nói của mình cho nên là có đọc một bài thơ hoặc cái gì đó, nói chung là mình sẽ chỉ là lựa chọn một cái nào đó mà cũng tạo ra cái ấn tượng cho bạn. Rồi ok, cảm ơn Tiên. Thì đây chỉ là buổi casting đầu tiên thôi ha Tiên ha. Có gì thì bên chương trình sẽ liên hệ lại với bạn để nếu như mà có người phù hợp ha ha Tiên ha. Đây chỉ là buổi casting thôi, còn vô vòng trong thì sẽ có biên tập ngồi lại nói chuyện một một với bạn nữa. Rồi mình cảm ơn Tiên buổi casting ngày hôm nay nha. Cảm ơn Uyên nhiều nha. Rồi, cảm Chào ơn. Uyên. Mình có thể được tụi này rồi ha. Rồi, cảm ơn Tiên. Cảm ơn em nha. Cảm ơn chương trình. Chị tắt nha.